phá vỡ và kiến tạo. Van số DX2500E được thiết kế hoàn toàn trên nền vi xử lý DSP, nhưng đặc biệt với giao diện nút chỉnh tay đơn giản. DX2500E cho phép hiệu chỉnh các thông số chuyên nghiệp, triệt tiêu tiếng hú từ micro, vẫn giữ nguyên đặc tính âm thanh gốc, tăng độ chi tiết của các hiệu ứng vang đặc sắc Eco Mono, Eco Stereo và Eco and Reverb, cân chỉnh tối ưu giọng hát, âm sắc nhạc nền, hạn chế nhiễu trên đường truyền. Với thế hệ linh kiện đẳng cấp, bộ xử lý DSP SAM 3308P Dream SAS Pháp, bộ vi điều khiển Cypress Semiconductor Mỹ, chip DAC của Texas Instruments Mỹ. Đặc biệt nổi bật là khả năng kết nối không dây. DX2500E là van số chỉnh cơ đầu tiên trên thị trường, được trang bị Bluetooth chuẩn IPTX với giải pháp từ Qualcomm Mỹ, giúp mở rộng không gian giải trí online bất tận. Và sở hữu các ưu điểm phối ghép đáng chú ý: tăng cường hai ngõ kết nối nguồn tín hiệu đầu vào input A và B, trang bị hai ngõ ra rear front độc lập để điều chỉnh âm lượng tổng của từng cặp loa, hỗ trợ gõ ra tín hiệu chuyên biệt cho subwoofer.